Lần đầu tiên sau 11 năm, El Clasico đã không có sự góp mặt của cả hai siêu sao Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, khán giả vẫn được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng. Song, kết quả này rất chênh lệch khi Barcelona dễ dàng đánh bại đại kình địch với tỷ số 5-1. Real Madrid đã thua, thậm chí thua một cách nhục nhã trong trận đấu mà họ gần như bế tắc hoàn toàn. Càng đau hơn, khi cầu thủ mà họ cho rằng đã hết thời như Ronaldo đã lập một cú đúp để giải cứu Juventus khỏi trận thua trước Empoli và nâng bàn thắng của mình trong tổng số mùa giải này lên con số 7, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Real Madrid trong thời điểm hiện tại. Ngay cả Pep Guardiola cũng phải thốt lên rằng Real Madrid vẫn sẽ là một câu lạc bộ hàng đầu, nhưng nếu thiếu Ronaldo, họ sẽ mất đi khoảng 50-60 bàn một mùa. Hãy suy nghĩ một cách đơn giản hơn, nếu Real Madrid muốn thay thế Ronaldo, họ cần một người đủ hiệu suất tương tự như anh để về với Santiago Bernabeu. Trong vòng 9 năm qua, ai là người có thể duy trì hiệu suất tương đương với Ronaldo trên cõi toàn châu Âu? Câu trả lời là chỉ có một, Lionel Messi. Và tính cả trong lịch sử bóng đá thế giới, khó tìm được một cặp đôi nào ghi nhiều bàn thắng như thế song hành với nhau trong suốt cả một thập kỷ. Đội bóng của vùng đất Catalonia thực sự kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đối thủ không đội trời chung của họ. Theo đó, các nhà đương kim vô địch La Liga sở hữu 65% thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp 1. Đây là một con số đáng kinh ngạc nếu biết rằng mùa này Real Madrid cũng có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình chỉ thua kém một chút ít so với đối thủ, 64%. Điều này xuất phát từ việc bộ ba Sergio Busquets, Arthur Melo và Ivan Rakitic đã thống trị cả khu vực trung tuyến. Los Blancos mất thế trận là điều đương nhiên và Barcelona tiếp tục chơi trò cũ khi Lionel Messi vắng mặt, đó là đưa bóng xuống cánh để Jordi Alba loại bỏ bất kỳ ai ở gần đó và tạo ra những sóng gió trực tiếp lên khung thành của Thibaut Courtois. Bất cứ khi nào Barcelona có bóng ở hàng tiền vệ, hậu vệ sinh năm 88 đều nhanh chóng di chuyển lên phía trước và dường như anh bị các cầu thủ Real Madrid bỏ rơi rất nhiều lần. Hai trong số đó là các tình huống trực tiếp dẫn đến các bàn thắng của Luis Suarez và Philip Coutinho. Và dĩ nhiên không thể không nói đến ngôi sao nổi bật nhất trận El Clasico đêm qua, Luis Suarez. Anh trở thành cầu thủ thứ 3 của Barca sau Ronaldinho và Lionel Messi ghi bàn trong 3 trận siêu kinh điển liên tiếp. Chứng kiến người đã cặp trên hàng công của mình lập một cú hat-trick, Messi vẫn tỏ ra khá bình thản cùng với cậu con trai Thiago trên khán đài. Thêm một trận đấu nữa của Barcelona, anh cùng với Thiago đến cổ vũ cho gã khổng lồ. Trong những ngày thiếu vắng Messi, đoàn quân của Ernesto Valverde thi đấu đạt kết quả tích cực ở La Liga và kể cả Champions League, trái ngược hoàn toàn với cầu thủ người Uruguay là Gareth Bale. Cầu thủ người Wales không thể hiện được bất kỳ điều gì ở trận đấu này. Chứng kiến những pha bứt tốc của Alba, có lẽ rất nhiều người đã tự hỏi tại sao anh ta có thể nhanh đến vậy. Có thể bạn chưa biết, nhưng bàn mở tỷ số của Coutinho là một tuyệt tác của Tiki Taka. Có đến 30 đường chuyền được thực hiện trước khi ngôi sao người Brazil đếm lòng mở tỷ số trận đấu. Đây mới là lần đầu tiên Real Madrid phải hứng chịu cơn thịnh nộ như vậy kể từ El Clasico mùa 2005-2006. Ngoài ra, tương lai của huấn luyện viên Lopetegui đang rơi vào vòng nguy hiểm. Thành tích không tốt khi dẫn dắt Real Madrid có thể khiến ông khó được chủ tịch Florentino Perez đảm bảo. Lần gần nhất một huấn luyện viên để thua cách biệt 4 bàn ở một trận El Clasico là Rafael Benitez cũng chỉ trụ được thêm hơn một tháng tại Bernabeu trước khi bị vị chủ tịch trảm. Nhiều người đang tự hỏi, thất bại thảm hại này tại Camp Nou có thể mở ra một chu kỳ thành công khác cho Real Madrid giống như đã từng làm được với Zidane. Viễn cảnh ấy khó mà trở thành hiện thực khi điều quan trọng nhất vào lúc này, Ronaldo đã không còn và anh mang theo những phép màu rời khỏi Bernabeu. Cuối cùng, các culé có thể buồn vì họ thắng nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ khi đối thủ của mình gần như bất lực, hay mọi fan trung lập cũng cảm thấy nhàm chán với tỷ số quá chênh lệch. Nhưng các cổ động viên của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha mới là những người chạm đáy nỗi đau khi họ đã để Zidane và cả Cristiano Ronaldo ra đi, khi mà những sự chuyển giao của Real Madrid chỉ còn mới bắt đầu. Điều gì đang chờ đợi Real trong tương lai phía trước? Julen Lopetegui sẽ bị sa thải, Antonio Conte hay Arsene Wenger sẽ đến, Neymar, Ozil hay Mbappe, ai sẽ thay Ronaldo tiếp theo? Rồi Real Madrid, Cristiano Ronaldo vẫn là Cristiano Ronaldo, nhưng sau kỷ nguyên Ronaldo, Real Madrid không còn là Real Madrid.